Con rớt trường tương tư bị chê tơi tả, fan đòi trả lại tiền. Con rớt trường tương tư diễn ra không như kỳ vọng của khán giả. Nhiều người cho rằng phí tiền khi xem một buổi gặp gỡ nhạt nhẽo như vậy. Buổi gặp mặt người hâm mộ mừng thành công của trường tương tư phần 1 đã diễn ra với sự tham gia của dàn diễn viên. Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vạn Ý, Đàn Kiện Thử, Đại Lộ Hoa, Vương Hoài Nghị đều có mặt, xuất hiện với vẻ xinh đẹp và lộng lẫy. Tuy vậy, con rớt không mang lại được hiệu ứng như kỳ vọng, thậm chí còn bị chê lên hot rớt. Những chủ đề như hoàn tuyền, trường tương tư gượng gạo đều chiếm top cao, trong đó là phàn nàn của khán giả về buổi concert. Thậm chí nhiều người so sánh concert trường tương tư với Liên Hoa Lâu vừa diễn ra, cho rằng đoàn phim của Thành Nghị tổ chức công phu tỉ mỉ, tràn đầy thành ý, các diễn viên cũng tương tác tự nhiên thoải mái. Ngược lại, trường tương tư bị fan phản ảnh đòi hoàn tiền vì cho rằng bỏ ra 30 đến 50 tệ để xem online một chương trình nhàm chán và gượng gạo. Theo đó, concert không có đủ mặt dàn diễn viên chính. Trong phần lớn dành thời gian cho Đàn Kiện Thử kẹt xe tới muộn, chỉ tham gia được khoảng 30 phút của chương trình. Khi nam diễn viên biểu diễn, tai nghe còn bị gặp sự cố. Dù vậy, Đàn Kiện Thử vẫn được coi là người giải cứu không khí của buổi concert, bởi trước khi anh tới chẳng có tiết mục ca hát nào. MC của buổi gặp mặt cũng thể hiện năng lực yếu, không tạo được bầu không khí. Phần chơi trò chơi tương tác của diễn viên cũng vô cùng gượng gạo, tốn thời gian. Khán giả cho rằng đơn vị tổ chức lựa chọn địa điểm không chất lượng, chuẩn bị cũng quá sơ sài, chỉ muốn bòn tiền từ fan. Khán giả xem phim mong muốn được gặp tiểu yêu Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu, Thương Huyền, thì trên sân khấu chỉ là diễn viên Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vạn Ý, Đàn Kiện Thử, tương tác còn gượng gạo khiến người xem cũng thấy núng túng. Nhiều ý kiến thừa nhận họ không cần tiết mục ca hát, cũng không quan trọng concert hay fan meeting, nhưng cần thấy được sự đầu tư chỉn chu và có tâm của ban tổ chức khi đã thu tiền của người xem.